Đây, hai cậu cháu em xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Giờ em mới vừa tới điểm mà cả nhà ơi. Dạ, cả nhà coi video mà có thấy hay á, cho hai cậu cháu em một lượt đăng ký kênh nha cả nhà. Ủng hộ hai cậu cháu em có động lực quay tiếp những video hay hơn cả nhà ơi. Và hãy đã bấm chuông thông báo đặng em ra video nghe cả nhà. Giờ đi cả nhà ơi. Rồi, tới điểm luôn cả nhà. Mình vô mình bảo cái đầu tiên đi, cái đầu tiên dính này cả nhà, con chuột cơm. Nó vướng gì vậy ta, chà bá luôn. Ở đây em còn cái nữa, kiến càng mà quá trời luôn cả nhà ơi. Cái này không biết sao ta. À, dính. Dính nha. Còn chục con nữa. Quá im rồi. Chục con khủng luôn. Dạ, yeah, ok. Dính nha, dính. Cái này dính nha. Ồ, con chuột con. Nó mập nè cả nhà. Quá khứ con chuột này rồi. Ồ, cái này dính luôn nè anh em ơi. Chà bả luôn. Quá phơi. Nó mập, nó bự. Chụp luôn nha, con gì đây? Con gì đây? Con chuột cơm anh em ơi. Quá phơi, bà cái dính bà con. Quá đã anh em ơi. Rồi em dừng luôn, cái điểm kế tiếp em quay cho cả nhà coi. Rồi, tới điểm luôn cả nhà ơi. Đây là con chuột cơm này, chà bá luôn, bự bành kỳ, quá phơi. Ok, lại thêm còn cái nữa. Em loại bên kia. Trong đây em có con cái trong đây nè. Không biết dính không. Ồ, cái này không dính là anh em ơi. Dừng luôn, tới điểm kế tiếp em quay cho cả nhà coi. Là cái tiếp theo. Là cái này à. Chà bá luôn anh em ơi. Đâu ta? Đây đây. Ồ, dính luôn này mày. Quá biết rồi. Chà bá luôn. Kẹp đuôi. Chà bá luôn. Còn chục cơm nữa, tại nhà ơi. Chà bá luôn. Quá
trời ơi, trời ơi, nó mọc quá dữ cả nhà. Cái này dính luôn rồi em ơi, quá đã cả nhà, nãy giờ cái nào cũng dính hết nha, quá đã. Đây, chó sủa quá anh em ơi. Ừ, cái này dính luôn rồi anh em ơi, quá đã, chà phá luôn. À, cái này luôn nha anh em. Ủa, trời nó ủi đít cả nhà. Trời ơi, trời ơi, tiếc. Cái đó bị cái ủi đít tiếc quá cả nhà. Rồi đấy. Dưới đây em có con cái nè, dưới đây nè. Rồi cái đó dính luôn kìa anh em ơi. Đây nhìn thấy luôn à. Đây. Chà bá luôn anh em. Dưới đây em có cái nữa nè. Rồi, cái này dính luôn thành em. Chà bá luôn. Ôi, nó mập. Quá trời anh em ơi. Học có một cái à. Dưới đây em có cái luôn. Đây, đây, đây. Đó, anh em thấy không? Bản này em nhà em làm nè. Bỏ liền con chuột chà bá luôn, quay đầu được nha. Quá trời anh em ơi. Dưới đây em có con cái nè. Nhốt cặp luôn. Dính không, dính không? Cui, hộp dính rồi anh em ơi. Chết con cái à. Dưới đây em có con cái nữa nè. Ừ, giống mối quá trời luôn nè anh em. Ba bốn con thằng kia không. Đây đây, cái này sập bằng không biết dính cái gì đây. Con chụp cơm anh em ơi. Chà bá luôn. Quá trời. Kẹt đuôi. Quá đã. Đâu này có một cái nè.
đâu ta? Đây cái gì vậy? Cái mồi bên đây. Đó, cái này không dính anh em ơi. Đây, dính nữa anh em ơi. Con chuột cơm. Chà bá luôn rồi, nó nặng. Chưa thấy mờ quá anh em ơi. Thôi, thấy mờ thiệt. Chà bá luôn, quá đã. Người có một cái nè. Đây đây đây. À, nó dính nhỏ ủi ra tới đây luôn nè cả nhà. Ghê không? Chào bá luôn rồi. Chê bè luôn. Quá phê. Em còn cái nữa mà. Để đi, cụ ba dẫn cho. Sợ con chuột nó bự. Hết biết luôn. Quá phê anh em ơi. Chà bá luôn. Nó bự. Này mở mà hầu á, đem vô mát luôn. Con này bự hết biết luôn. Cái bá luôn nè. Quá khủng khiếp con này. Trời nó không mờ quá anh em ơi. Thôi bể màn hình tích lương hết rồi. À, dính luôn rồi nè. Chà bá luôn. Con này hàng khủng nè. Bự. Chà bá luôn. Quá khủng khiếp à. Chà bá luôn nè. Cái này không dính nè em ơi. Nãy giờ thất thủ một cái. Nhìn hộ cái này em cầm lắc dưới ta. Đây dính nè, dính nè anh em ơi. Ồ, nó bự. Ồ, nó bự khủng khiếp luôn. Đồ này có nãy mờ quá à. Chán thiệt. Phải giết còn có mấy chục cái à. Điện thoại nó mờ nữa. Đây còn có một cái nữa. Ừ, cái này dính luôn anh em ơi. Chà bá luôn. Quá phơi. Giờ này cũng nắng lên rồi cả nhà. Dưới đây còn có một cái nè.
như thế nào không biết, quên luôn. Rồi, cái này không dính này, đây hình như ăn sao đít tới cả nhà ơi. Rồi, nó ăn sao đít thật chứ. Không còn cái nữa. Cái này không dính luôn. Ở kiến bu luôn. Rồi còn mấy cái nữa giờ tổng quả luôn cả nhà. Đi nắng quá nó mà mệt quá. À, dính này, dính này, dính này. Chặt quá luôn. Cái mình đang dính này. Trời ơi, kiến vô nó ăn lấy. Không dính. Còn cái nữa nè. Rồi cái này dính này nha. Quá phê. Chặt quá luôn. Rồi trên đây còn cái nữa nè. Không biết phải không. Không phải. Còn giờ vẫn hết hồng không cả nhà. Con bự á, con này cá ký á, khó dính rồi, cá dính. Chà bá luôn. Ôi, nó bự. Quá hướng chuột thiệt. Tổng nó quả luôn cả nhà ơi. Nay đi đục như đây. Nói chung mà cũng tạm ổn bữa nay. Mà không biết ngày mai thì nó làm sao. Chà bá luôn. Quá khủng khiếp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 con cả nhà. Bữa nay ổn hơn hôm qua được chút. Hôm qua như là 21 con. 21 thì 22 gì đó. Nó 24. Quá đã cả nhà. Con nào nó chập bá luôn.
Rồi, hồi cuối video cả nhà có thấy video hay cho hai con cháu một lần đăng ký kênh cả nhà. Giao video nhiều nhiều hay hơn cả nhà. Hai con cháu giờ đi cũng nắng mà mệt quá cả nhà. Giờ tranh thủ còn đi đặt nữa cả nhà. Rồi, hồi cuối video xin chào cả nhà luôn. Bye bye cả nhà. Tạm biệt cả nhà.